có tác dụng phòng bệnh kinh ngạc. Ngoài chức năng giải khát, vú sữa còn là loại quả có giá trị dinh dưỡng và phòng bệnh đáng ngạc nhiên. Vú sữa có hương vị giữa trái vải và trái hồng, ngoài việc cung cấp 67,2 kilocalo trên 100 g còn có nhiều vitamin A, B1, B2, B3 và C, nhất là glucid, sắt, chất xơ, protein. Những tác dụng đáng kinh ngạc của vú sữa chứa nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên có rất nhiều trong vú sữa. Nếu tiêu thụ nhiều vú sữa, cơ thể sẽ phát triển sức đề kháng chống lại các tác nhân truyền nhiễm. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như quercetin, axit gallic. Các hợp chất này ngăn ngừa và tiêu diệt các chất độc hại, gốc tự do ra khỏi cơ thể. Bổ sung vi chất cần thiết cho thai phụ Lượng canxi, photpho, sắt và magie dồi dào có trong vú sữa là thành phần quan trọng giúp thai phụ và thai nhi phát triển. Các nghiên cứu đã chứng minh được rằng trong một trái vú sữa có chứa nguồn canxi và sắt dồi dào. Có thể nói đây là loại quả tự nhiên và lành nhất cho mẹ và bé. Cung cấp lượng glucid cho cơ thể Nhu cầu năng lượng từ glucid chiếm 60% tổng năng lượng. Nếu thiếu thành phần này sẽ gây trở ngại đến hoạt động của tế bào thần kinh. Glucid tự nhiên có rất nhiều trong hoa quả, đặc biệt là vú sữa. Do vậy, chúng ta có thể tận dụng ăn vú sữa hàng ngày để bổ sung cho cơ thể đủ lượng glucid cần thiết nhất. Giúp khỏe xương, loại bỏ mỡ thừa. Lượng calcium có trong vú sữa có thể đáp ứng 10% nhu cầu canxi trung bình một ngày của một người bình thường. Nó không chỉ giúp cho xương chắc khỏe mà còn ngăn ngừa lượng mỡ thừa trong cơ thể. Dầu chất xơ quả vú sữa chứa khá nhiều nước và chất xơ khiến dạ dày cảm thấy no lâu hơn. Vú sữa có chứa nhiều nước và hàm lượng chất xơ cũng khá cao sẽ giúp cho người sử dụng cảm giác no bụng, thích hợp với người không muốn tăng cân nhiều và nhanh. Nó cũng có thể làm giảm mức độ glucose trong máu, ngăn ngừa hiệu quả bệnh tiểu đường.